Mến chào quý anh chị, em đang có mặt tại mặt tiền đường nhựa của xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì hôm nay em có một lô đất mặt tiền đường nhựa và đặc biệt là sát với lại tỉnh lộ 765 nha quý anh chị. Cách tỉnh lộ 765 đây khoảng tầm 100 m và sát với khu công nghiệp Đông Anh luôn, cách khu công nghiệp Đông Anh khoảng tầm 200 m nha quý anh chị. thì anh chị nào mà đang tìm vị trí gần khu công nghiệp, gần chợ Long Tân này. À, thì anh bốc liền cho em cái lô này ha. Cái lô này chủ lúc trước mua vào là 1 tỷ 750 ở thời điểm kịch nha quý anh chị, thời điểm sốt ha. Nhưng mà hôm nay là chủ quá bể rồi nên không gồng lãi nổi, bắt buộc phải giảm lỗ ha. Xả lỗ bán nhanh, giá chỉ có 950 triệu mặt tiền đường nhựa quý anh chị. Đây, lô đất của mình tổng diện tích là 125 mét vuông ha. Bán mặt tiền đường là 5 mét 3, sâu vào trong là 24 mét. Chủ đã lên 100 mét thổ cư Mặt tiền đường nhựa thông. Bây giờ em sẽ quay ra ngay tỉnh lộ 765 và quay ra khu công nghiệp Đông Anh cho quý chị xem ha. Thì anh chị nào mà đang tìm vị trí gần khu công nghiệp ha, gần khu Long Tân, chợ Long Tân đây thì inbox liền cho em nha. Mình nằm giữa khu công nghiệp Đông Anh và khu công nghiệp Đá Bạc nha quý chị. Mặt tiền đường nhựa mà giá khá là hời luôn ha. Giá chỉ có 950 triệu. Thì em cũng xin báo giá này là giá chốt luôn ha. Chủ chốt cứng không thương lượng nha quý anh chị, tại vì chủ đã xả lỗ nặng rồi, tại vì mua thời điểm trước đã là 1 tỷ 7 hơn rồi quý anh chị, nhưng mà bây giờ bắt buộc phải giảm xả lỗ ha. Ở đây thì khu dân cư đông đúc, tiện ở xung quanh ha, cách tỉnh lộ 765 đây khoảng tầm hơn 100 mét quý anh chị, khoảng 150 mét là đến rồi, khá là gần. Đây. Ra đây là tỉnh lộ 765 quý vị ha. Thì hướng này là đi về ngay khu công nghiệp Đá Bạc, về ngã 6 Đá Bạc ha, đi về Châu Đức nè quý anh chị. Đường này là đường tỉnh lộ 765, đi hết đường này là ra ngay cao tốc luôn nha. Long Thành Dầu Giây nha quý anh chị. Còn hướng này là đi ra ngay khu công nghiệp và Đông Minh ha. Để em quay lại cho quý anh chị xem. Mình là sát với khu công nghiệp Đông Minh luôn. Cách khu công nghiệp Đông Minh khoảng tầm 300 mét ha. Đây. Mình là thuộc là Long Tân, Đất Đỏ và Rịa Vũng Tàu nha quý vị. Đây. Ở đây là khu công nghiệp Đông Anh nha quý vị. Sát với khu công nghiệp Đông Anh luôn. Thì em xin nói lại cái diện tích lô đất của mình ha. Tổng diện tích là 125 mét vuông, ngang là 5 mét 3, sâu vào trong là 24 mét. Chủ đã lên 100 mét thổ cư rồi, mà giá hiện tại chủ chốt là 950 triệu, quá là rẻ luôn. Sát với khu công nghiệp Đông Minh luôn nha quý anh chị. Rồi để em quay cái sổ và sau quy hoạch xuống gì xem. Anh chị, sổ và sơ đồ vị trí đầy đủ rồi ha. Trích lục đầy đủ nha quý anh chị. Thửa đất số là 681 tờ bản đồ 12, địa chỉ xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 125,5 mét vuông, hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 105,7 mét thổ cư. Còn lại cây lâu năm ha, thời hạn đã có lâu dài. Đây, đất của mình là quay về hướng Tây Nam ha. Anh chị nào hợp hướng Tây Nam thì inbox cho em. Mặt tiền đường nhựa này, ngang 5 mét 3, sâu 24 ha. Rồi để em show quy hoạch cho anh chị xem. Đây quý anh chị, về đất của mình là phủ hồng toàn bộ ha. Ngang 5 mét 3, phía sau cũng 5 mét 3 luôn ha. Sâu là 24. Tổng diện tích là 125,3 mét vuông, đất ở nông thôn hết nha, phủ hồng toàn bộ, xây dựng tự do. Thì anh chị nào quan tâm sản phẩm gần khu công nghiệp Đông Minh, sát tỉnh lộ 765 thì inbox cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.